thưa quý khán giả, đây là lược sử ông sư Giải Bán Khoai trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy Tây An. Chúng tôi trích đọc trong quyển Tận Thế và Hội Long Hoa. Đức Phật Thầy Tây An mà dân chúng ở miền Tây Nam Việt đều biết chỉ là một kiếp trong nhiều kiếp của Đức Phật Thầy. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì Đức Phật Thầy còn nhiều kiếp nữa, như Đức Phật Thầy Tây An ở núi Sam, Đức Phật Trùm ở Xà Tón, Đức Bổn Sư ở núi Tượng, ông sư Giải Bán Khoai ở Cao Miên, và gần đây Đức Giáo Chủ Hòa Hảo. Tông chỉ đạo của Đức Phật Thầy là dình đạo Thích Ca, tu theo phép vô vi, thế nên ít chú trọng về mặt hữu vi, vì thế mà ít thấy lưu truyền sám giảng hoặc giả có nhờ môn đệ kết tập chăng. Cũng vì thất lạc mà không còn, ngày nay chỉ thấy lưu truyền quyển sấm giảng người đời của ông sư Giải Bán Khoai là còn được đầy đủ. Cho nên về tài liệu để hiểu đạo của Đức Phật Thầy không thể vịn vào đâu hơn bút tích của ông sư Giải Bán Khoai. Chắc sao cũng có người hỏi, làm thế nào được biết ông sư Giải Bán Khoai là chuyển kiếp của Đức Phật Thầy? Có ba bằng chứng có thể tin được. Một, theo những lời của các môn đệ được gần Ngài kể lại hay được Ngài giảng dạy. Hai, theo quyển sám giảng người đời của Ngài có nhiều đoạn như Ngài đã bộc lộ. Thương dân nói đã hết lời, tôi nay thế gì thế lời Thích Ca. Hoặc như tôi nay vâng lệnh Phật Trời, giao cho thiên hạ dưới đời đặng hay. Chỉ có Đức Phật Thầy mới dám xưng như thế. Ba, theo sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ có chỗ cho biết, ở Cao Miên vì mến Tần Hoàng, trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Mấy câu này đủ ám chỉ về ông sư Giải Bán Khoai. Và chính trong sấm giảng ông Bán Khoai cũng có viết, tôi đâu mà có yên thân, bây giờ Phật biểu tôi sang nước Tần. Mến là mến nghĩa hoàng lân, thương là thương lấy vạn dân. Bằng chứng trên đây, không còn ai chẳng nhìn nhận ông Bán Khoai là chuyển kiếp của Đức Phật Thầy. Phương chi giữa Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm và ông sư Giải Bán Khoai vẫn có sự đồng nhất. Một, hay xưng khùng điên là để đối lại người đời ưa xưng khôn lanh, nhưng khôn lanh về đường tội ác. Mặc dầu là xưng khùng điên, nhưng mà thứ khùng điên của Phật tỏ thấu cơ quyền trong sấm giảng người đời ông sư Giải Bán Khoai đã xưng khùng. Khùng là khùng Phật khùng trời, cho nên khùng biết giết đời hết trơn. Và xưng điên, điên này điên Phật thay, chẳng sợ ai rầy nên nói cù nhây. Các Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm và Đức Giáo Chủ Hòa Hảo vẫn thường xưng như thế. Hai, hay giả dạng khi trẻ, khi già, khi ăn mài đi quá độ chúng sanh thức tỉnh người đời, ông Bán Khoai có viết, hết trẻ thì
tôi lại già, hết già tới trẻ ai mà có hay. Hoặc là Phật con giá kẻ mày, ai mà biết bằng kẻ này thiệt. Ai có ở miền Hậu Giang đều thường gặp những trường hợp Đức Phật Thầy Tây An, Đức Bổn Sư giả dạng đi cứu dân độ thế. 3. Các lời giáo truyền của Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, ông Sư Giải Bán Khoai và sau này Đức Giáo Chủ Hòa Hảo vẫn giống nhau. Nhận định quyền cơ cùng tiên tri hậu vận không có chỗ nào khác nhau. Bởi thế, khi đọc quyển sám giảng người đời của ông Sư Giải Bán Khoai, ta có thể hiểu được tôn chỉ của Đức Phật Thầy. Ta có thể nói quyển sám giảng người đời đại diện cho tư tưởng cùng quan niệm của cả phái Phật Thầy. Như vậy, trong tình trạng thiếu sót tài liệu như hiện nay, ta có thể bằng vào quyển sám giảng người đời của ông Bán Khoai để hiểu Đức Phật Thầy nói gì về tận thế và hội Long Hoa. Cũng như quyển Đại Thừa Chân Giáo của Cao Đài Giáo, quyển sám giảng người đời của ông Sư Giải Bán Khoai cũng mở đầu bằng câu đánh thức người đời rằng đời Hạ Nguyên đã đến. Hạ Nguyên giáp tí bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thượng lai. Và từ đầu chí cuối, danh từ Hạ Nguyên vẫn được lặp đi lặp lại mãi, ý chừng muốn nhấn mạnh cho người đời luôn luôn để ý. Hạ Nguyên nay đã hết rồi, minh hoàng cầu Phật lập đời thượng quan. Hoặc với câu Hạ Nguyên tức hỏi đổi dời, Ngọc Hoàng hội nghị lập đời thượng quan. Cứ theo ba câu vừa dẫn đủ cho ta thấy rằng sự nhận định của ông Sư Giải Bán Khoai không khác với Cao Đài Giáo về lý tâm nguyên. Thời Hạ Nguyên sở dĩ mãn là để lập đại đời thượng nguyên, rồi cứ theo luật tuần hoàn sẽ bước qua thời kỳ trung nguyên để lọt xuống thời kỳ Hạ Nguyên. Và luật tuần hoàn cứ như thế diễn tiến mãi. Nay thì thời cơ đã mỏng manh, Hạ Nguyên nhưng sợi chỉ mình sao không tu niệm tranh hành làm mơ chi. Và ông Sư Giải Bán Khoai dám quả quyết rằng cơ trời đã dĩ định. Đời này như nước cờ cùng nói cho già trẻ giữ gìn tu thân. Xem qua tết lại mấy lần, cơ trời đã chắc không lầm bớ dân. Bởi thế mà ông không ngần ngại truyền rau, rau cho ba tánh đặng tường, kinh này rốt việc rốt đời bỡ dân. Thời cơ đã mỏng manh, cơ trời đã định, nhưng đã gần chưa và do đâu biết rõ sẽ nói đến. Những điềm báo trước đời đã tới, ông Sư Giải Bán Khoai không ngần ngại mà cho biết đời đã cận lắm rồi. Quá cảm thương Trần Hạ nên ông không còn giấu nữa. Cảm thương Trần Hạ gái trai, ra bài giáo thiền khỏi tai nạn sầu. Bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây riết tới không lâu mà chờ.
sợ người đời vì chờ quá lâu mà đâm ra nghi ngờ, nên chi ông khuyên và quả quyết: Trẻ già đừng có nghi ngờ, việc đời ngó thấy bây giờ tới đây. Đã biết rằng đời hạ ơi sắp mãn, nhưng do đâu mà biết rằng đời đã tới? Ông sư giải bán khoai cho biết hai việc: một việc xảy ra ở cõi tục phàm, và một việc xảy ra ở cõi trời. Về cõi đời thì con người một ngày một trở nên hung ác, tranh giành cướp giật, chém giết lẫn nhau, không còn thờ kính Phật trời, nể kiêng cha mẹ. Nói tóm lại là những điều gồm trong hai nhân tố: đời sống vật chất lẫy lừng và đời sống tinh thần đạo đức suy đồi. Như đã thấy trong bốn lý do của cơ tận diệt mà Cao Đài giáo đã đưa ra, cơ tận diệt ấy còn biểu hiện bằng những điềm trời, cũng như trước kia Chúa Giêsu đã tiên tri. Ông sư giải bán khoai cho biết trước rằng: Mấy trời mở hội đăng khoa, 13 tháng 9 trời ra một đêm, trời chiều mây lặng gió êm, giờ thân trời mới nổi lên rõ ràng. Điểm hiện ba sắc tam quang, sắc đỏ sắc vàng lại với sắc xanh. Rồi ông kết luận: Nói cho già trẻ đằng tàn, việc đời gần chớ không xa mà chờ. Phật trời chiếu rõ trí cơ, có nghe không ép làm ngơ không nài. Về đêm này, theo lời của một vài ông kỳ lão kể lại, những người cùng thời với ông bán khoai đều mục kích rõ ràng, và nhờ đó họ tăng trưởng đức tin, một dạ tinh tấn tu hành. Nhưng muốn cho người đời nhận thức một cách thực tế hơn, ông sư giải còn chỉ cho người đời để ý về thời tiết đã đổi xây. Đời ta tận thấy vậy mà, mùa nam gió bắc, đông thời gió tây. Mấy trời nay đã đổi xoay, công danh có một hồi này mà thôi. Đó là những điều xảy ra trong cõi tục phàm. Ngoài ra, cơ tận diệt theo ông sư giải bán khoai còn nằm trong quyền định đoạt của cõi trời, và chỉ có các đấng Phật tiên mới rõ được. Điều này ngoại trừ người có tôn giáo không thể hiểu nổi. Ông sư giải cho biết rằng: Cõi trần khi dạy Phật tiên, cứ theo vụ việc kêu dèm liên miên. Vô thần tuần vạn chết biên, ghi tội ghi phước dưới miền trần gian. Mạng trăng sổ nạp một lần, thiên đình hội nghị phong tường hiền trung. Sổ kia soạn trước dân trung, tội nhiều phước ít khó dung cho trần. Cứ theo các kinh Phật thì cõi trần tức là Nam Thiệm Bộ, cùng ba châu nữa tức là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá và Bắc
Cu Lô Châu đều đặt dưới quyền trưởng quản Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, chính ngài nắm luật thưởng phạt. Nhưng cái luật ấy sở dĩ có cũng do nơi người trần, hễ có người tạo nhân nào thì chịu quả nấy. Ngài chỉ giữ địa vị như một vị thẩm phán mà thi hành luật, chứ theo thượng bản tấu của các du thần thì dương trần ít kẻ kinh thành, mạng lo làm dữ việc lành bỏ đi. Tội ác của người trần kể không tiếc và không thể tha thứ được. Tội dữ thiệt đã vô ngần, xem trong kinh sổ khó phần thứ tha. Chính vì đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế định tiêu diệt hạ quân gian ác rất nhiều, thiên đình ngày muốn xử tiêu cho rồi. Nhưng với lòng từ bi bác ái, Phật rất thương xót chúng sanh, không đành để cho đời tiêu diệt, nên tâu hoa ngọc đế một khi tứ dùng trần thế nhân dân đắng nhờ. Và Phật xin xá tội cho trần gian, để Phật giáo khuyên một lần chót. Ông sư giải cho biết: năm nay đời đã tới rồi, Phật sai xá tội vậy thời cho dân. Hay là mai mà trời Phật bố ân, xa bớt tội nọ thanh nhàn tâm thân. Về vấn đề xá tội, Cao Đài giáo nhận là kỳ xá tội lần ba. Chính với sứ mạng cứu vớt chúng sanh trong thời kỳ hạ nguyên này mà Phật tiên lâm phàm, hoặc bằng cơ bút như đã thấy Cao Đài giáo, hoặc giáng sanh như trường hợp ông sư giải bán khoai. Ông cho biết: thân tôi còn ở trong trời, Phật sai tôi phải đôi lời giáo khuyên. Hoặc là tôi nay dâng lệnh Phật trời, rao cho thiên hạ dưới đời đặng hay hơn. Cuộc đời các việc tỏ bài, giữ lành đâu có nào sai đâu là. Sứ mạng của ông rất lớn, ông quá hiện hay chuyển kiếp chẳng biết bao nhiêu. Khi giáo khuyên khắp cõi trần, Phật trời tiên thánh sầu bi, cậy âm sư giải mau đi giải trần. Sư giải vội vã ân cần, đi hết khắp bốn cõi trần gian khuyên. Thương ông sư giải nhọc nhằn, sao thần chẳng biết mấy thân dưới trần. Ông đem hết lời Phật dạy mà khuyên răn chúng sanh. Ông cho biết những lời của ông nói ra không phải tự của ông mà lời của Phật. Dạng này của Phật Tây Phương, cho khùng đặng giải cứu an dương trần. Hoặc giả dạng này Phật biểu truyền rằng, thấy trong cuộc thế đời này nghinh ngang, cho nên Phật biểu lưu truyền, như trong ba tánh tinh thời ghi coi.
Về phương pháp phổ hóa, ông sư dạy bán khoai hay nói rõ ra những ngày trong phái Phật thầy thường hay giả dạng khi kẻ ăn xin, khi người buôn bán, nhất là xưng khùng, xưng điên, đi từ xứ này qua xứ nọ, từ thành thị đến thôn quê, đem lời Phật mà khuyên răn đời. Ông sư giải bán khoai cho biết: Phật tiên thôi mới đổi phiên, xuống ngay trần thế giả người bần nhân, giả điên rồi lại giá không, cơ hàng rách rưới rất nên thảm sâu. Riêng về phần ông thì ông giả người đi bán khoai hoặc bán gạo, bán củi, thường lai giảng miệt Hậu Giang: Tôi là ông sải bán khoai, bán gạo ông trưởng ai ai cũng lầm. Nhưng sứ mạng của ông có thể nói là ở cao miên hơn, chính ông cũng nhận là Phật sai ông qua đó phổ độ. Tôi đâu mà có ăn thân, bây giờ Phật biểu tôi sang nước tầng. Món là món nhẹ hoàng lân, thương là thương lấy dạng dân mắt nàng. Sư giải bán khoai với hội Long Hoa, ông sư giải không ngần ngại mà cho biết là hội Long Hoa sẽ được mở ra để chọn người hiền đức, vì đời thượng môn là đời vô cùng đẹp đẽ, một xã hội của người hiền, không còn kẻ ác. Sở dĩ hội Long Hoa lập ra là để chọn người hiền vậy. Bởi trần lỗi quá muôn phần, cho nên lập hội Long Hoa chọn người hiền từ thời đàn thành thời, nghìn ngàn kho trốn lưới trời bớ dân. Lưới hồng bủa khắp cõi trần, chuyện luân bắt quái còn trong nỗi gì, hạ quan sao chốt cơn xét suy, sự dòng nào có khác chi sự tồn. Nhưng cho được đi đến hội Long Hoa và được chọn chẳng phải là một việc dễ, vì là một trường thi để chọn người hiền, cho nên trước khi đi đến hội Long Hoa phải trải qua bao nhiêu giai đoạn thảm sầu ghê gớm. Đây là những báo hiệu của thời Hạ Quân. Hạ Quân này thấy như bèo, nay còn mai mất hiểm nghèo thoáng vốn, lốt thề bình thật gầy mòn, lúc thời bão lục nhân dân khốn nàng, lúc thời sưu thế đa đoan, lúc kia lúc nọ khổ nàng biết bao, lúc thời tà quỷ lao sao xuôi mưu làm loạn hại dân muôn ngàn, lớp nào là giặc giả nổi lên đánh tứ tung, không còn biết nơi nào mà tránh. Giặc thời tứ hương vậy thì nhiều nước dĩ kỳ khác chẳng giống nhau, vừa chạy vừa khóc như trốn đâu cho khỏi binh ngừa bổn
chồng vợ lạc nhau, nhà tan cửa nát, làm cho nhiều việc tiêu điều, muôn ngàn thiên hạ chính chiều thoáng vương. Kẻ thời khóc mẹ kiếm con, ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm vậy còn gì, trời ơi, thiên hạ chết như bèo trôi sông. Ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Và phần nhiều những người xấu số ấy, theo ông bán khoai, là những người hung ác, đưa dự chết đuối chết đường, lớp đào lớp chết xóm làng tan hoang. Thay nằm như thể làng can, nhà giàu thì lại tan hoang hơn nghèo. Nhưng ngoài cuộc tàn sát bằng chiến tranh do loài người gây ra, còn nhiều tai trời ách nước nữa, như nạn nước lụt, lửa cháy khắp trời. Truyền rau chẳng biết mấy lần, thương đời trần hạ muôn phần lao đau. Nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cảm thương trần hạ lăng xăng, mắt trong nước lửa biết đường là đâu. Thứ lửa nó bay trên cao, đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu. Lại còn âm binh nhiễu hại, lại có một mối âm binh làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, người lại nát thịt tan xương chẳng còn. Lại còn ác thú giết người không biết bao nhiêu mà kể, những kẻ hung ác chẳng bền, hổ làng ác thú bắt rầy chẳng tha. Thịt xương ăn bỏ dậy đầy, nói cho ba tánh đời này tu thân. Mà lại là những thứ ác thú kỳ hình dị trạng chưa từng thấy. Thú sao nhiều thứ dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thu này. Lớp bay lớp chạy lăng xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đằng đâu. Những cảnh tượng ghê rợn ấy thật là ngoài sức tưởng tượng của con người. Khi xảy ra bao nhiêu cảnh tượng rùng rợn ấy, con người sẽ ra sao và cuộc đời sẽ ra như thế nào? Ông sư giải bán khoai cho biết rằng, trong lúc hỗn loạn chiến tranh giữa loài người thì có điềm trời xuất hiện,
cái đêm đó sẽ kinh thiên động địa, bởi nó là những tiếng sấm nổ. Thương thay trần hết tình, sấm trời sao lại thình lình nổ ra. Chừng ấy mới thấy quỷ ma, ai lành ai dữ, ai là Phật tiên. Chừng nào tiếng sấm nổ ra, thời là lành dữ kẻ tiêu người còn. Nói ra nghĩ lại theo vốn, lành còn dữ mất khác rày với nhau. Tiếng sấm ấy sẽ làm cho nhiều núi non phải dở, nhiều cù lao đất liền phải sụp, quả địa cầu vì đó mà thay hình. Chính trong lúc đó thì súng không còn nổ nữa. Đến đâu súng nổ đá chơi, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Có phải chăng vì thấy loài người dùng súng giết hại nhau, nay đá đổ, phải chai không còn bắn giết được nữa, mà ông bán khoai gọi đó là một điều mừng. Và ông còn báo một tin kinh ngạc khác nữa. Nói cho già trẻ lo âu, mình vương khôi phục hấn châu phong thần. Ráng mà tu niệm ân cần, đặng mà coi hội long dân trên trời. Ở trên mây bạc giữa vời, tiêu thiều ca sướng khác nào Trường An. Chính là lúc Phật tiên lập hội long hoa để chọn người hiền đức. Phật trời nói chẳng sai lời, long hoa là hội Phật trời lập ra. Tập rồi cái hội long hoa, chọn người tu niệm đắng mà bao nhiêu. Chọn lựa coi thử ít nhiều, người lành kẻ dữ còn tiêu kẻ nào. Như thế hội long hoa có thể gọi là một hội chọn người hiền. Nhân loại gì đó phải trải qua bao nhiêu tay trời ách nước, chịu một cuộc sàn sảy ghê gớm. Sàn quan sải lại bằng nãy, hết xấu tới tốt, hết giông tới tồn. Chẳng qua là để chọn cho thiệt người hiền đức, gạn cho hết đục tới trong. Thương thay đồ đệ hết lòng chẳng buông. Lửa đồng mà đúc lấy chuông, lửa người hiền đức mà thương lâu dài. Nhưng sau cuộc sàn sảy chọn lựa người hiền đức còn lại chẳng có bao nhiêu. Ông sư giải cho biết trong 10 người chỉ còn có 2. Tôi buồn bốn phía không yên, kẻ giữ hết tâm, người hiền còn 2. Và chỉ có hạng người hiền mới được đi đến hội long hoa.
cuộc đời quá thiệt hẳn hoài. Hội mười tam nước tôn vương đế hoàng, đặng coi cái hội long quan, cho người tu niệm hoàng gia tôn thần. Lại còn cái hội long dân, quân thần công lạc nhảy đều vui chơi. Người lành mới được thành thơi, qua dân hai hội chúa tôi vui vầy. Được đi đến hội long hoa đã là diễm phúc rồi, thế mà ông báo khoai còn cho biết người nhân đức được diễm phúc nữa. Tu hành nhân đức thì hơn, thay hồn đổi xác nhờ ơn cửu trùng. Hết tục rồi lại đến tiếng, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Chính đến lúc đó mới là đời thượng ngôn mở ra, một thời kỳ thái bình vĩnh viễn. Ông sư giải cho biết, chừng nào núi cấm quá lầu, thời là ba tánh đâu đâu thái bình. Ông không dứt nhắc đi nhắc lại hiện tượng này cho chúng sinh để ý. Chừng nào bãi núi thành vàng, thì là mới đặng thanh nhàn tâm thân. Nhưng điều mà ông sư giải báo khoai vui mừng là khi thời kỳ thượng quân đã lập, nước Nam sẽ là một nước diễm phúc nhất trên quả địa cầu. Nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Sở dĩ nước Nam được diễm phúc là vì cơ trời đã định cho nước Nam là cõi trung ương, nghĩa là trung tâm của nền văn minh thượng nguyên sau này. Chính vì được cái diễm phúc đó mà chư Phật, chư tiên đều lâm phàm ở nước Nam. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ Phật lại bước sang Nam trào. Hoặc giả, bấy lâu Phật ở nước Tần, bây giờ Phật lại bước lần sang Nam. Và cũng vì nước Nam có diễm phúc mà ông sư giải báo khoai dâng lệnh Phật đi phổ hóa khắp nơi. Ông rất đau khổ mà thấy đời không chịu nghe, ông thường than vãn: chừng nào đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không nghe. Hay là cõi trần nhiều kẻ thì khinh, thấy đời chưa đến biết chi làm lành. Nhưng ông quả quyết là sẽ có, cho nên muốn cho đời tin, ông thề rất tha thiết: bấy lâu nói trước mà sau, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ, tôi thề chứng có Phật trời nào sai. Ông bảo cứ làm theo lời dạy, rồi đây coi sẽ có hay không cho biết. Khuyên
giữ theo lời dạy nay mai coi đời. Ông còn cẩn thận mà dặn trước, nếu không tin sau này mang họa đừng có trách sao ông không có dạy trước. Mấy bài khuyên khắp Đông Tây, nói cho nam nữ đặng hay giữ mình. Nếu ai mà chẳng có tin, rồi sao mang quả chớ tình trách than. Thật là những lời đầy lòng thương xót, nhưng chúng sanh có tin chăng, riêng đối với tín đồ phái Phật thầy thì những điều nói trên không còn xa lạ, bởi nhiều điều tiên tri của ông đã được xác nhận và đương thực hiện. Đây là lời tiên tri của ông về nước Tàu, tiên tri gần 100 năm nay. Thương thay Trung Quốc chẳng lành, bị phù tang nhiều cách khổ hành lê dân. Nhưng mà trời chữa định phân, cho nên Trung Quốc lo cầu các nơi. Và đây là lời tiên tri về Việt Nam, nói cho thiên hạ đặng thương, ráng mà tu niệm khỏi đường đau binh. Giặc kia phía Bắc chiến chinh, tu nhân thì đặng thần linh hộ mình. Mà tại đâu Trung Quốc bị nạn và nhờ đâu Việt Nam được diễm phúc, ông Ba Thối, một môn đệ của phái Phật thầy, sẽ nói rõ. Ba Thối sinh năm Bính Dần 1966. Ông Ba là người ở thôn Mỹ Trà thuộc quận Cao Lãnh, Sa Đéc. Ông tên Nguyễn Văn Thới, sinh trưởng trong một gia đình bình dân, biết làm nghề thợ nhuộm và thợ chạm. Ông biết chữ Nho, ông có vợ sinh được 4 con trai, 1 gái. Ông thường đến vùng láng thuộc làng Thạnh Mỹ Tây, Châu Đốc để mua cá về bán lại. Nhân đó ông được nghe danh cậu hai Trần Văn Nho. Con ông Quảng Thành, một đệ tử của Phật thầy, là người đạo hạnh cao siêu. Ông tầm đến cậu hai và sau khi lãnh hội giáo lý, ông bèn quy y với cậu hai và dời cả gia đình về láng vào khoảng năm 1905, ở gần chùa Bửu Vương Tự. Thường ngày ngoài việc ruộng rẫy để mưu sinh, ông gắng chí trau dồi đạo hạnh. Nhờ có một tấm lòng sùng tín với bản tính thông minh, ông sớm hiểu lẽ diệu quyền của Phật Pháp. Lúc ở láng, ông sáng tác được 3 quyển Dân Tiên, Thiện Từ, Cổ Giảng Kim Lai. Ở đây, trong 8 năm, ông với cậu hai rất tương đắc. Vì thế, cháu ruột của cậu hai tên là Sáu Phẩm, đem lòng ganh tị. Nên từ lúc tại chùa Bửu Vương Tự có cuộc lễ Phật đông đảo, bèn tố cáo với nhà cầm quyền tỉnh Châu Đốc rằng ở đó có cuộc nhóm họp định chống lại chính quyền Pháp. Chùa Bửu Vương Tự bị bao vây, cậu hai và ông Ba thoát khỏi. Còn lại 56 người bị bắt, trong đó có ông Tuấn là con thứ hai của ông. Những người này bị giải về Châu Đốc, tòa kêu án 13 tháng tù. Có 36 người chịu án, còn hai Tuấn và những người kia chống án nên bị đưa về Sài Gòn. Tòa Sài Gòn y án ở khám Sài Gòn độ 5-6 tháng. Những người ấy bị đưa đi Côn Lôn cho đến mãn tù mới về. Khi hai Tuấn bị bắt và cậu hai ẩn mặt, ông Ba rất buồn thảm. Nên ba hôm sau, ông dùng dao tự cắt họng. Vết thương rất nặng vì cuốn họng của ông đứt hai phần. Nên người nhà chở ông lên nhà thương Châu Đốc. Ở đây, lương y băng bó bao nhiêu đều bị ông gỡ bỏ hết. Ông cự tuyệt không dùng một vật gì của nhà thương. Thấy ông không thể sống được, người ta đem bỏ ông ở nhà xác. Ông trốn ra ngoài và được người đem về. Chùa Bửu Vương Tự bị nhà cầm quyền để ý, ông bèn dời nhà về làng Kiến An thuộc quận Chợ Mới, Long Xuyên vào năm 1912. Vết thương vẫn không lành, nên chi khi ăn uống,
ông phải dùng khăn rịch nó lại mới không rớt cơm ra ngoài. Trước khi tạ thế, ông ở mãi trong buồng viết thêm 6 quyển nữa: Ngồi Buồng, Kiển Tiên, Kim Cổ Kỳ Quan, Cáo Thị Tứ Đại và Thừa Nhạc. Ông hưởng thọ 61 tuổi, mất vào 5 giờ ngày 9 tháng 4 năm 1925. Hiện nay phần mộ của ông được sửa sang, và tại nền nhà cũ của ông có dựng lên một cái đền thờ. Hằng năm đều có cúng dỗ vào ngày 9 tháng 4. Trong phái Phật Thầy, ông Ba có thể kể lại là người sáng tác nhiều nhất, và công trình trước thực của ông là một án văn chương không kém phần giá trị. Hèm gì những án văn ấy không phải là chuyện diễm tình như Nhị Độ Mai hay Lục Vân Tiên, mà là những lời tiên tri khuyến thiện nên ít ai để ý đến. Thật thế, công trình sáng tác của ông Ba Thới là một án văn có thể nói là ngang hàng với Lục Vân Tiên của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu. Câu văn đã điêu luyện thanh tao mà ý nghĩa rất thâm thúy nữa. Một điều đáng nói là ông Ba Thới đã phóng ra một lối thi lạ nhất trong văn chương Việt Nam. Người ta thường thấy nhiều lối thi thuần túy Việt Nam như Lục Bát hay Song Thất Lục Bát. Ông Ba mở một thi lối thất bát, nghĩa là câu trên 7, câu dưới 8, đọc nghe vừa mạnh vừa déo von. Dưới đây xin trích 4 câu để quý bạn đọc thử. Từ mạnh từ ra mắt nước lương, nhàn hồi đoan mạng cám thương thần đồng. Tu quốc dương có vợ có chồng, có con có cháu nối dòng ăn ban. Nếu phải nghiên cứu và trình bày những án văn chương kiệt tác ấy, ít ai phải viết thành một quyển sách dày. Ở đây chúng tôi chỉ xét về vấn đề Tận Thế và Hội Long Hoa thôi. Nói về Hạ Nguyên và Tận Thế, cũng như ông sư dạy bán khoai, ông Ba Thới nhận thời kỳ này là thời kỳ Hạ Nguyên, thời kỳ Tận Thế. Phật sanh Phật, ma lại sanh ma, Hạ Nguyên Tận Thế, Phật ma lộn cuồng. Bởi thời kỳ Hạ Nguyên, thời kỳ Phật ma lộn lạo, cho nên ông Ba khuyên: Ai ai nhẫn chí để dành Hạ Nguyên Tận Thế tu hành cần năng. Danh từ Hạ Nguyên Tận Thế vẫn được lặp đi lặp lại mãi. Đứng trước cuộc đời này, Phật cũng chắc lưỡi bởi chúng sanh quá tham lam tàn ác. Việc Hạ Nguyên mỗi việc mỗi tham, Phật chắc lưỡi khó đam lại đủ. Kẻ lo ăn người thời lo ngủ, kẻ làm chủ người phụ làm quan, lại dùng mưu làm quỷ làm gian, đoạt của thế lo toàn bất chánh. Vì quá tham lam mãi dụng mưu làm quấy, đã thế khuyên dạy lại không nghe, cho nên đau Hạ Nguyên trời đất tự tiêu, nhiều lời giáo dụ chẳng siêu việc lành. Chính đó là cơ tận diệt, ông Ba cho biết để mà đừng có khinh khi. Việc đời thập tốc dị bất tiên tri, người nào khinh khi hậu ly đạo Phật. Ấy thế mà người đời vẫn khinh thường, mãi lo bề giữ của. Người đời này gặm chẳng bao lâu, lo bề giữ của lo sao không mà. Ông Ba thương xót mà cho biết rằng không khéo rồi đây nước sẽ ngập tới cổ,
việc thấy đó người phải lo âu, nước đà tới cổ ngập sâu hụt giòn. Người đời quá hững hờ vì người đời không thấy, mặc dầu là chưa thấy, nhưng ông ba cho hay sắp tới rồi đây sẽ thấy. Việc không thấy nói trước cho rồi, từ nay sắp tới lần hồi coi chơi. Nhưng muốn coi đời, ông ba khuyên hãy ráng bền lòng, đừng nản chí, dầu phải trải qua bao nhiêu cảnh gian lao. Đôi lòng ăn bắp với khoai, chờ cho tới lúc chiều mai coi đời. Nói về hội Long Hoa, như ông ba cho biết cuộc đời đã mỏng manh lắm rồi, nhưng cuộc đời sẽ đi về đâu? Ông cho biết cũng như ông sư dạy bán khoai, rồi đây sẽ mở hội Long Hoa, dựng bản phong thần, chọn người hiền đức. Ông cũng nhận đó là một cuộc thi. Chỉ cầu mai niệm Phật lần lần, lập đồng mạng tiết phong thần ứng khoan. Nhưng cuộc thi đây không phải là cuộc thi văn hay thi võ giỏi, mà thi về đức, thi về tấm lòng hiền. Phật thi đức trào quốc thi dân, nhân tùng thi chánh, nhân tăng thi lòng. Một cuộc thi mà người đời muốn đi đến phải chịu bao nhiêu cuộc nhồi nhã để trả quả. Người đổi người, lời lại đổi lời, phong thần cá quả thấy thời điếc tai. Đó là một cuộc trả quả, cho nên người đời phải chịu bao nhiêu cuộc thử thách gian lao khổ sở. Phong nhồi quả rồi đã chưa thôi, mười sầu mười thảm thương ôi thân người. Sự khổ ấy một ngày một tăng lên và tiến tới mãi mãi. Bình khắc dược đã có định phân, từ nay sắp tới khổ thân hoài hoài. Nói rằng khó, nhưng sự khổ ấy diễn ra bằng cách nào? Ông ba cho biết sự khổ nhất của người đời phải chịu là nạn đói. Sợ ngày sau nhiều kẻ khóc la, nằm co chịu đói, Phật ma mới thường. Cái nạn đói này rất dễ dẫn, nó kéo dài trong 3 năm đăng đẳng. Mà sở dĩ xảy ra nạn đói là vì có nạn hạn hán làm cho đồng khô cỏ cháy. Dạy làm lành niệm Phật Nam Mô, tam niên hạn hán phơi khô thân hình. Người đời vì đó mà chết đói la liệt, đến nhà không người ở, xác không người chôn, chợ không người nhóm. Thương 3 năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở, niệm nhiều Nam Mô. Thay không lắp mà để phơi khô, không nước mà uống Nam Mô đạo. Nhà đã không người ở, chợ không người nhóm, thì ruộng làm gì mà có người làm? Tới đó thì hay việc gió giông, nhà không
ruộng không ai làm. Bởi thế, ông ba thường khuyên người đời hãy ráng chịu kham khổ cho quen, cố sống lây lất muối dưa hẩm hút, sau này mới chịu nổi nạn đói. Người ta quá đói, không còn tìm chi ăn được, đến phải ăn đá. Đói ăn bắp, đói nửa ăn khoai, hết bắp hết khoai, chiều mai ăn đá. Nhưng danh từ đá đây, theo ông ba có nghĩa khác. Duy chẳng những người tu theo phái Phật thầy mới hiểu được. Chẳng những chịu đói mà thôi, người đời còn chịu bao nhiêu tai nạn khác nữa, như nạn âm binh. Có Phật ra mới thấy diệt linh, giặc trời loạn đồng âm binh giấy loạn. Có nạn ác thú, có hậu lang ác thú tới ở nhà, hầm tha sâu bắt trẻ già thương ôi. Những hiện tượng này đã thấy ông sư giải bán khoai nói đến rồi. Ngoài ra còn nạn nước lục, nghèo xâm xuồng, giàu có xâm ghe, để chờ có nước chèo ten lên dòng. Còn nạn chiến tranh khốc liệt, sát hại sinh linh, hạ quan hồn phách tiêu cho, chớ đừng thấy vậy ăn no vui cười. Tôi nói có chứng chín mười, không phải một người nói chuyện bất minh. Ngày sau các nước lai chinh, Tây Dương Anh Quốc chiêu binh qua rành. Nữ phiên công chúa tài hay, trận đồ bắt quái đánh nay nửa lần. Tướng tranh quần ấm trong rừng, lòng buồn nói chuyện nhớ chừng mà chơi. Ai ai bền chí ở đời, chừng nghe sấm đất cửa trời mở ra. Trong các thiên tai địa ách mà người đời phải chịu, kể ra cũng thảm khổ quá rồi, nhưng chưa quan trọng bằng tiếng sấm nổ. Bởi đó là sự biến chuyển của vũ trụ càn khôn. Tiếng sấm nổ ấy sẽ diễn ra nhiều cảnh tượng. Một, làm thay đổi địa hình, như nhiều cù lao sụp đổ. Hầu nhất thanh tiêu hết cù lao, nhị niên chi khổ đề lao chen. Như biển nổi thêm hòn, biển mênh mông Phật nổi nên hòn. Đất bằng xanh núi trời còn không hay. Như nhiều dãy núi dở tan, núi biển ít sao lại nổi thêm. Đồng Nai Bắc Địa không êm núi nào. Trong lúc có nhiều núi dở thì trái lại có nhiều núi nổi lên. Cửa ngã ba có nổi nhị sơn, núi sạm tiêu mất thất sơn điện đền. Chí anh hùng lập chí cho bền, sông ngang ngay thẳng vô đền Bửu Sơn. Làm cho con người đê mê bất tỉnh, tam thanh quên tuổi quên tên, quên dòng quên họ khá non cải. Dầu cho có được tỉnh dậy đi nữa, ngay vợ chồng cũng không còn biết nhau.
đạo vợ chồng con cháu buộc chồng ngủ đêm thức dậy đức đồng không hay. Đến lúc đó mới biết ai là người có căn. Theo ông ba thì Nam Kỳ lại có căn nhiều hơn hết. Sức tam thanh mặc sức lăng sân, Nam Kỳ niệm Phật có căn dữ hình. Những người có căn đều được Phật đến giải mê cho. Khá bùa câu thả lưới đợi chờ, Phật cho tài phép một giờ thoát mê. Chẳng những thoát mê mà những người hữu căn hữu phước còn thai hồn đổi xác nữa. Tam giới hội sự việc bất miên, thai hồn đổi xác cõi tiên đem về. Chính lúc đó tam giới mở hội để lập nên đời thượng quân. Mạng nhất thanh các nước đều vô, đầu sơn giao chiến nam môn tranh tài. Thập bát quốc dây phủ ở ngoài, thiền trung xuất trần phép tài quan thiên. Đói ngủ long tiền trần nữ phiên, giao chinh tam trần chư tiên lại đầu. Phật thâu phép chư quốc chư hầu, quy lại thiền nội ứng hầu Phật dương. Đồng chúc thánh giảng thọ an khương, tuế tăng dạng tuế Phật dương thọ trường. Phán chư quốc công lễ minh tường, tiểu bang lãnh sắc thường thường thọ ân. Đại yên viên như quốc an phân, phần ngồi phần tứ đỉnh phần an dân. Chúc hương trào miên viện hoàng ân, trường sanh thọ tuế muôn dân thanh nhàn. Lập thượng quân hướng thọ côn càng, đặc chung tư bổn vẹn toàn hiếu trung. Như thế là đời thượng quân đã lập. Con người sẽ ra sao, đời sống của cõi đó ra như thế nào? Nói về đời thượng quân, trong hàng môn đệ của Đức Phật Thầy, ông Ba Thới kể ra là người biết nhiều về đời thượng quân hơn hết. Phải chăng ông Ba nghĩ rằng nếu nói đời thượng quân là đẹp mà không cho người đời biết thì làm sao người đời ham hố cố gắng tu hành để đi đến? Nên chi ông Ba viết rõ về đời thượng quân trong kinh Di Lặc và quyển Quy Nguyên Trực Chỉ Quốc Độ của Phật Di Lặc đã được mô tả là đẹp đẽ trang nghiêm nhất. Đây chúng ta nghe ông Ba mô tả để so sánh coi có khác những điều mà kinh Di Lặc và quyển Quy Nguyên Trực Chỉ đã nói không. Ông Ba cho biết rằng khi lập đời lại thì đất địa bằng phẳng, không bồi không lở, biển không nổi cù lao nữa. Sao đất bằng không thấp không cao, biển sông không nổi cù lao nữa rồi. Mé sông không lở không bồi, thành sao y vậy nói rồi sao coi. Chẳng những thế, nước trong chứ không đục, lại không rồng không lớn. Nước một bậc thanh thủy biên trời,
không rồng không lớn vẫn đời chạy xuôi. Đất địa đã tốt đẹp như thế, thời tiết lại chỉ có hai mùa xuân và thu. Lòng niệm Phật hằng dạ chí tu, ngày sau lặp lại xuân thu hai mùa. Bởi thế khí trời rất ấm áp, gió hai ngọn xuân nhật nguyệt thu, không lạnh không nực chí tu để đời. Có điều không thể tưởng tượng được là hễ ban ngày thì có mặt trời mọc, còn ban đêm khi mặt trời lặn thì mặt trăng mọc, đêm nào cũng như đêm nấy. Đến chừng nào nhật nguyệt hiệp thân, ngày thời ông mọc đêm trăng sáng hoài. Chẳng những thế, lúc mọc lúc lặn không như thời nay, vì thời tiết mà sai dịch. Tới ngày sau tí ngọn bất di, thình thời ông mọc bất kỳ giờ nào, đêm giờ tí ngày ngọ hiệp vào, tí ngọ đứng bóng giờ nào lại tranh. Ngày sáu giờ đêm sáu giờ canh, nguyệt sức và túc không tranh giờ nào. Thời tiết điều hòa như thế nên năm không có tháng nhừng. Tới ngày sau phong gió có chừng, năm mười hai tháng không nhừng như nay. Năm đã không nhừng, tháng cũng không có tháng thiếu. Nhất ngoại tam thập nhật chiều mai, không dư không thiếu, khỏi tay khỏi nàng. Thời tiết đã điều hòa như thế, tất nhiên đất địa không phải như thời nay xanh cỏ hay gai gốc, mà xanh ra toàn là lúa trời, muốn ăn khỏi cần xây giả, vì nó lớn bằng trái dừa. Hột lúa trời đỏ ruột điểm khuyên, trái dừa nhân sức của tiên cho mình. Lúa ấy chỉ có hai giống chứ không nhiều giống như đời nay. Sao không nếp mà quết bánh phồng, còn hai giống gạo giữ lòng làm mỡ ăn. Nhưng chẳng phải lúa ấy giữ nguyên hình mãi đâu, vì qua thời kỳ Trung Nguyên, bởi chịu ảnh hưởng của thời tiết đổi thay mà nó biến hình đi. Sao hột lúa giòn trắng thiệt hình, trong ruột thời đoán thấy bình bất di. Trước vỏ vàng ruột trắng phân ly, trùng hoàng khiên biến người khi tiêu điều. Mùa tiết đã thuận, đất đai đã tốt, sinh toàn lúa thì hẳn không còn loại độc trùng hay các loại thú vô ích nữa. Ông Ba cho biết chỉ có loài thú nào có ích cho loài người mới sinh ra cho người dùng mà thôi. Núi lao sao lập hậu trời cao, điền đất phấn tiêu diêu độc trùng. Sao vật nào trời Phật cho dùng, Phật đem trở lại dưỡng cùng giảng gian. Tôn nhị thú phạm luật
cõi tăng không vàng. Tại đâu đời sau không có loài trâu loài chó? Điều ấy rất dễ hiểu. Đã nói rằng loài thú nào có ích cho người mới sinh ra, ngày sau lúa đã mọc sẵn, người ta không còn cày cấy nữa, thì con trâu giàu có được sanh cũng không còn ích lợi nữa. Còn loài chó sanh ra để giữ nhà, mà đời sau là đời miêu thúng, nhà không đóng cửa, của rơi không người lượm, thì còn đâu trộm cướp mà cần có con chó giữ nhà. Quả thật là đời miêu thúng, nào là nhà không đóng cửa. Kỳ sự tiền lập hậu chánh minh, nhà không đóng cửa quán sinh đêm ngày. Nào là của rơi không ai lượm, họ hàng khơi chiều mai ngó thấy, qua ngày sau của rơi chẳng lấy. Ông ba cho biết ngày sau có người có tài trí cao siêu lắm, lo việc hậu mới được lâu dài. Ngày sau nhiều kẻ phép tài trí ghi, và họ vẫn biết bay như xà đặng quá rồng vậy. Đạo trung dung trà đất quá lòng, người thời không cánh không lông bay dài. Muốn kiến thiết thế giới tốt đẹp như thế, ông ba cho biết việc sắp đặt phải mất 3 năm mới xong. Lập 3 năm đều đủ dưới trên, đồng chư quốc lập nên một cuộc thông minh tấm, nhiều người thông thuộc dẫn trời xuôi nhất cuộc hân ban. Nơi nơi đều phú túc hiển gian, chốn chốn hưởng an bang vận đạt. Về gia đình thì 5-7 người cùng ở một nhà, thuận hòa trên dưới. Cái tục lệ hát ca như đời nay không còn nữa. Qua ngày sau không hát không ca, 5-7 người ở lại nhất gian. Giọng Đức Phật Thích Ca chỉ đi, 5-7 chủ hiệp tình nhất ý, Phật độ người tận lý quang minh. Vì người đời hiền lương, nhà nhà đều phú túc, cho nên không sanh ra trộm cướp, bởi thế không có nhà ngục. Nhưng ở mỗi tỉnh vẫn có lập tòa án để hòa giải những việc bất đồng ý kiến nhỏ nhặt, cùng xem chừng việc trị lý trong dân gian. Có tòa án các tỉnh xăm soi, không đường ngục thất sao coi để đời. Nhà ngục đã không có, cho nên cả pháp luật lập ra để phạt răn người làm gì lại có. Của người Tây trả cho người Tây, tân trào phái luật thẳng tay chỗ tài. Kiện tiên gia sao đằng lâu dài, vô cùng mưu trí phép tài mới nên. Một điều mà xã hội này không có là đời sau dân chẳng có làm sâu nạp thế chi cả. Phật lập chánh chư bất chư hầu, bản buông lui tới phải đầu nước Nam. Phật dạy điều lầm gia đừng khám, không sâu không thể nước Nam thanh nhà. 18 nước ăn ở một tràng, chợ nào không góp xóm làng
an ninh. Sở dĩ các nước cùng sống thuận hòa, người người đều hiệp ý, không gây gổ, không sinh ra chiến tranh, là vì ngày sau chỉ có một tôn giáo. Qua ngày sau không miễu không đình, hội tề công sở nhất tình quốc gia. Nước Tây phiên nhà thờ không cha, niệm trời niệm Phật quốc gia an hòa. 18 nước như con một nhà, đều thời niệm Phật Di Đà công phu. Một nước chỉ tu có một chùa, và các ngày lễ vẫn như nhau. Một nước thì tu có một chùa, nhà không phượng từ hai mùa xem mình. Có hai ngày lễ bái tượng kinh, 30 mùng 1 chánh minh nhất trường. Ngày 15, 16 lập thường, niệm trời niệm Phật nhị trường an hương. Lễ quan đá hạ nhất xuân dương, chánh hoạt sơ nhất lễ bà chánh trung. Nhân bất ác tích thiện di trung, lễ xuân quân đăng chánh chung hai mùa. Lễ thượng quân gia kiết tại chùa, trung quân thu nhật thủ vua hương rơi. Nơi nơi đều ngợi chữ thành thơi, ca ngâm thư sử vui chơi thanh nhàn. Đời sống đã vui thú như thế, còn có người thì tướng dạng ra sao? Ông ba cho biết rằng đời sau trầu thuốc đều bỏ, cho nên răng thì trắng, tóc thì dài, da trắng và chân thân thì không có lông. Nhìn trầu thuốc miếng nói biến cười, ngày sau răng trắng như người Quảng Đông. Nội châu thân không có mọc lông, tóc dài da trắng phụng lông dáng hình. Con mắt thì sáng ngời, miệng thì thơm. Con mắt sao ngó thấy sáng ngời, trông như mắt cọp miệng cười ngọt thơm. Răng thì trắng thiệt người ăn cơm, lưỡi dao răng dày gạo thơm ngọt ngào. Hình dáng đã đẹp đẽ như thế, người người lại không trẻ không già, 80 tuổi sắp lên mới có con so. Song trong 10 người mới có một người sinh sống lâu đến muôn tuổi. Đâu đâu không trẻ cũng không già, 80 mới có vậy mà con so. Ngoài muôn dân lạc nghiệp đủ non, 10 người sanh đặng con so một người. Người tốt tươi ăn nói vui cười, nhưng tuổi thọ ấy qua trung môn thì so le giảm xuống còn trên 1000. Cũng như hột lúa bằng trái dừa, qua trung ngân biến hình trở lại nhỏ. Người ăn nói bằng thẳng thiệt thà, tình thưa dặm dạ dữ mà phép khuôn. Lập thượng quan tuổi có một muôn, trung quan giữ dạ phép khuôn trên ngàn. Con người ăn ở đều có lễ nghi khuôn phép, cho nên
không có sự loạn luân loạn dâm. Ngày sau nhân bất loạn dâm, người nào nghịch tâm bình âm dập rồi. Phật cho tâm tâm định hồi, mang đi mọi rỡ tiêu rồi sạch trơn. Thiên sanh tiền hải hậu sơn, tiền tầng hậu hấn mang ơn cũng nhiều. Ông ba cho biết rằng vợ chồng đời nay chỉ là quan khiên túc trái, dây trả lẫn nhau, chỉ qua đời sau mới là thiệt vợ thiệt chồng. Những vị làm quan có đến 5-7 vợ, đâu đấy đều hòa mục, giữ trinh tiết thờ chồng. Có lẽ vì số đàn bà nhờ sự tu hành ở đời này mà được sống qua đời đó quá nhiều, gấp 5-7 lần số đàn ông. Phải chăng ngày nay chúng ta thấy số đàn bà đi chùa và tin tưởng Phật trời nhiều hơn đàn ông? Qua ngày sau thiệt nợ thiệt dân, đàn bà trinh tiết vì ơn nuôi chồng. 5-7 vợ hiệp ý một lòng, thương hòa một nuôi chồng làm quan. Một điều lạ nhất là đàn bà ở đời thượng môn không có đường kinh nguyệt nữa. Đường kinh nguyệt sao Phật sự tiêu, đời này ngang dọc phất diêu loạn. Có người nhờ khí hậu điều hòa, đất đai tinh khiết, cho nên được sống lâu đến muôn tuổi, không ai bệnh hoạn, nhờ đó mà sau này không có thuốc men. Việc thuốc nam thuốc bắc vô ân, ngày sau thôi cũng vô phân thuốc rồi. Trên quốc độ vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ ấy, nước Việt Nam sẽ ra sao? Người Việt Nam sẽ có vai trò gì quan trọng chăng? Nói về nước Việt Nam sau này, sau khi quả địa cầu biến hình, trên thế giới sẽ ra sao? Ông ba cho biết sự sụp đổ đất liền thành biển, biển nổi lên đất liền, làm thay đổi địa hình, chừng đó trên thế giới chỉ còn 18 nước mà thôi. Cộng tồn thập bát quốc hội an, sự tiêu ma quỷ dị đoan tiêu đều. Hay là tồn thập bát quốc chỉ nơi nhiêu, ngoại trừ các nước quần yêu sự. Nhưng trong 18 nước đó, Việt Nam lại hữu phước hơn hết, vì nước Nam có nhiều bậc thông minh tài trí, thâu các nước phải phục tùng. Sao nước Nam ít kẻ dũng về, thông minh trí tuệ nhiều người giỏi hay. Không có cánh đi đằng trên mây, phép tài văn võ hơn nay nước nhà. Hậu quân sư thượng trí anh hào, dạy 18 nước chỗ nào văn thơ. 18 nước tài phép trơ trơ, Phật thâu trả quả ngẩn chư hầu. 18 nước lai vắng hàng đầu, thường năm công lễ ứng hầu hấn ban. Phật thâu hết các chữ đa đoan, chỉ tồn nhất từ Nam Ban tính mình. Người khác người ăn nói thật tình,
bình thờ đồ trần nước mình tài năng quy nhất thông hiệp lại nhất căn thượng thiền văn thế tài năng trong trần đến ngày sau có thánh có thần ai lòng tà dạy âm thần tự thân thưa quý thính giả 90 phút trôi qua quý thính giả đã theo dõi sấm giảng của hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương do vị giáo tổ khai sáng là Đức Phật Thầy Tây An thần bút kỳ diệu của ông sư giải Bán Khoai ông Ba Thơ